Chào bạn, đây là chuỗi podcast hàng tuần được Tuệ An và đội ngũ thực hiện nhằm gửi gắm đến bạn những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống để giúp bạn có thể sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ trò chuyện với nhau đó là hãy sống cuộc đời của mình. Đừng vì đánh giá của những người khác mà cho rằng bản thân mình không đủ tốt, không xứng đáng với những gì mình đang có. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua những lần bị đánh giá từ người khác. Tuệ An cũng vậy, và có lẽ bạn cũng sẽ chẳng ngoại lệ. Có những đánh giá tốt có những đánh giá tệ cũng có. Và thường thì nếu như nghe những lời đánh giá tốt, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy vui hoặc cảm thấy bình thường với nó. Thế nhưng nếu như phải nghe những cái lời đánh giá không tốt lắm thì chúng ta lại thường bị mắc kẹt vào nó, để rồi suy nghĩ tiêu cực, để rồi phán xét chính bản thân mình, để rồi tự mình lại đối xử tệ với chính mình. Các bạn đang lắng nghe trong giây phút này, mình có sợ những lời đánh giá hay không? Nếu còn đang sợ những lời đánh giá thì bạn hãy tạm hiểu như thế này: nếu như những lời đánh giá tốt, hãy lấy nó làm động lực phát huy. Ta cũng không nên ảo tưởng ngạo mạn về nó, để nghĩ rằng mình là hoàn hảo, mình cái gì cũng đẹp hết cả, để rồi bản ngã của mình lại lớn lên. Mà nếu như bản ngã của mình lớn lên thì mình sẽ rất khó để kết nối với những người xung quanh, cũng rất khó để hòa hợp với những mối quan hệ xung quanh mình. Thế còn với những ai mà đánh giá mình những cái điều đánh giá mà không có tốt lắm, hay con người thường gọi đó là những lời chê bai, mà nếu như chê bai lại là chê đúng đi, thì chúng ta nên tiếp nhận chứ và sửa đổi bản thân mình. Thậm chí chúng ta còn phải biết ơn cái người chê chúng ta đúng đó, bởi vì người chê chúng ta đúng là người thầy của ta, và đôi khi họ phải rất rất thương ta thì họ mới bỏ qua được cái việc mình có không ưa họ khi họ chê mình, hay là cảm thấy bình thường để họ vẫn nói với mình những cái điều mà mình cần sửa đổi. Và trong Happy Academy của Tuệ An, đôi khi Tuệ An cũng phải nói với những cộng sự của mình những lời chê, những lời góp ý chân thành. Có những người thì sẽ tiếp nhận nó một cách bình thản, nhưng có những người thì cũng không hiểu ra ngay trong giây phút đó. Nhưng nếu như mình chân thành muốn giúp đỡ họ thì kiểu gì họ cũng hiểu ra mà thôi. Vậy nên chúng ta nên có năng lực tiếp nhận lời chê bai trong những trường hợp lời chê bai đó là chân thành, là đúng đắn, là giúp cho chúng ta có thể tốt lên. Thế còn với những lời chê bai mà không làm cho chúng ta tốt lên, ví dụ như những lời chê bai như là chù dập này, chỉ trích chúng ta này, mắng mỏ chúng ta một cách thậm tệ này, muốn làm cho chúng ta tổn thương này, thì chúng ta nên làm gì với nó? Tốt nhất là hãy mặc kệ nó, để nó qua đi, let it go. Bởi vì chúng ta nếu mắc kẹt vào nó thì mình dễ dàng trở thành một nạn nhân như vậy sao? Mình dễ dàng bị người khác làm cho mình khổ vậy sao? Đừng ngốc nghếch như vậy, chúng ta phải bản lĩnh và mạnh mẽ lên. Và thậm chí khi đã đủ bản lĩnh và mạnh mẽ, bạn sẽ biết ơn cả những lời chê không đúng đó, bởi vì chính nó đã giúp cho bạn có một cơ hội để rèn luyện nội lực của chính mình, cũng để rèn luyện tâm thái bình thản của chính mình. Nói tóm lại, ai đánh giá bạn không quan trọng bằng việc bạn tự biết đánh giá chính mình. Vì ngoài mình ra thì không có ai hiểu mình bằng mình cả. Mình là người như thế nào, mình làm gì thì chính mình sẽ là người biết rõ nhất. Những người ở bên ngoài, cho dù họ có thân với mình cách mấy, họ cũng không thể sống trong tâm trí của mình được. Đôi khi họ cũng không thể hiểu mình một cách rõ rệt được. Vậy nên chúng ta hãy biết một điều rằng mọi người mà đánh giá chúng ta thì sẽ đến phần nhiều từ suy nghĩ chủ quan của chính họ.
nó cũng không hề ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của ta nếu như ta không cho phép điều đó. Hãy biết chắt lọc, tiếp nhận những đánh giá một cách thông minh. Đối với những lời đánh giá mang tính tiêu cực chỉ trích thì tuyệt đối đừng vội tin. Chúng ta cũng đừng vội xù lông nhím lên để phản biện, để bảo vệ bản thân hay để bực tức hay để phải thay đổi họ, khiến cho họ không được nói như thế với mình nữa, hoặc thay đổi mình để vừa ý họ. Chúng ta hãy cứ dành thời gian để tĩnh lặng này, để quan sát lại điều đó này, quan sát mình, quan sát họ một cách rất đa chiều, để từ đó chúng ta sẽ có thêm cái nhìn đúng đắn hơn về việc điều đó nó có phù hợp với mình hay là không. Hãy cứ im lặng, mỉm cười, quan sát, nếu không đúng thì bỏ qua, không cần giải thích, cũng chẳng cần tranh cãi. Hãy luôn luôn nhớ một điều rằng, bạn luôn luôn có những giá trị riêng, và bạn hoàn toàn có thể tự tin vì những gì mình có. Nếu như bạn thấy rằng mình chẳng có điều gì là tốt đẹp, vậy thì đôi khi bạn đã chưa quan sát mình thật sâu rồi. Bởi vì Tuệ An tin một điều rằng, nếu như chúng ta quan sát mình đủ sâu, đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra những điều tốt đẹp bên trong mình, vì ai cũng có những điều tốt đẹp đó. Những thứ chúng ta đang có được là do nhân chúng ta đã gieo, do chúng ta xứng đáng, do chúng ta đã nỗ lực. Những lời phán xét của một ai đó sẽ không bao giờ làm mất đi giá trị của chính chúng ta. Nên hãy sống cuộc đời của chính mình bạn nhé. Hãy yêu cuộc đời này của chính mình. Hãy trân trọng nó. Hãy chịu trách nhiệm với nó. Hãy bao dung với nó. Hãy đối xử tử tế với nó. Còn nếu như bạn còn chút băn khoăn hay thắc mắc rằng làm thế nào để có thể bỏ ngoài tai những lời đánh giá tiêu cực, để có năng lực tiếp nhận những lời đánh giá có ích, thì Tuệ An rất đề xuất bạn có thể tìm đọc cuốn sách Bình Yên Trong Bão Tố. Đây sẽ là cuốn sách rất tâm đắc để có bạn có thể rèn luyện nội lực và tìm lại giá trị của chính mình, học cách tĩnh lặng, bình yên trong cả những cơn giông bão. Cuốn sách này Tuệ An viết và cho ra mắt vào năm 2022. Và đây không phải là lý thuyết, đây là tổng hợp những câu chuyện có thật của những con người ở khắp nơi trên thế giới. Họ đã từng sống trong bão tố, nhưng rồi họ đã biết cách quay trở về lãnh đạo nội tâm của chính mình để có thể bình yên. Tôi cũng là một trong số những câu chuyện được viết trong cuốn sách. Và Tuệ An làm được, những người đó làm được, chắc chắn bạn cũng có thể làm được. Thậm chí bạn còn có thể làm được tốt hơn như thế nữa. Đừng bao giờ mong rằng cuộc đời này sẽ không có bão tố, sẽ không có những lời nói tiêu cực, sẽ không có những hành động tệ, sẽ không có những mũi nhọn chĩa vào bạn. Mà hãy mong rằng mình sẽ có đủ nghị lực để rèn luyện bản thân một cách vững mạnh, để có thể sống bình yên ngay cả trong những bão tố và nghịch cảnh. Số postcard của tuần này đến đây đã hết rồi. Và Tuệ An hy vọng rằng khi lắng nghe những thông điệp này, bạn sẽ có thêm niềm tin vào chính mình, niềm tin vào cuộc sống. Và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với bạn trong những số postcard tiếp theo, được phát sóng đều đặn mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube và fanpage Tuệ An. Hãy bình thản mỗi ngày và vui sống bạn nhé.